Trước khi tôi cảm ơn Ngài và các hội thánh con cái của Chúa, hôm nay chúng ta học bài giảng ý nghĩa trừ tội lỗi trong YouTube của tôi. Chúng ta phải lắng nghe. Thánh Kinh dùng khá nhiều từ ngữ để nói về tội lỗi. Hai chữ thông dụng nhất được Thánh Kinh dùng tới là chắc ta, là hai là chắc ta, là trong nguyên ngữ Hebrew là Hebrew, chữ hamartia là hai, là hamartano, trong nguyên ngữ là Hy Lạp là Greek. Điều có nghĩa là chính là trật mục tiêu. Như thế nào trật mục tiêu? Chúng ta đã dùng từ nói là mình nghĩ là đúng, chính là chúng ta cũng nghĩ là nói đó là sai. Sai là hai cái đúng, chúng ta cũng biết. Chúng ta phải xin Chúa và phù hộ của chúng ta. Chúng ta là có thể hiểu tội lỗi trên là hai phương diện, cả tiêu cực và lẫn tích cực. Đối với là phương diện là tích cực của tội lỗi là phạm các tiêu chuẩn thánh khiết của Thượng Đế, là còn đối với là các tiêu chuẩn thánh khiết của Thượng Đế, còn đối về phương diện tiêu cực là tội lỗi là sự thiếu sót, cái trí thức, và chúng ta nghĩ là chưa đủ, là không đạt là tới mục tiêu là do Thượng Đế đề ra. Vua David là có lần đã nói rằng bản chất là xấu xa nhất của tội lỗi là sự chống nghịch lại ý chí là thanh của Thượng Đế, trong cái Thi Thiên là chương 51 câu 4. Là chúng ta là có thể thấy là ý nghĩa tội lỗi rõ ràng hơn trong các phương diện sau đây. A lớn, trái luật pháp là tội. Chúng ta phải trái luật pháp là tội. Hiện nay ở Việt Nam rất nhiều trái luật pháp. Mình chưa nói là luật pháp của Thượng Đế, mà luật pháp chính của họ đã dùng trong nhà nước rất nhiều. Sứ đồ Giang là trong một bức thư là gửi cho tín hữu vào thế kỷ thứ nhất đã nói rằng là còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi, tức là sự trái luật pháp. 1 Giăng chương 3 câu 4. Luật pháp trước trên tiên phải kể đến, tức là 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Dốt là chương 1 câu 8. Thi Thiên 119 suốt Yêu Thư Ký chương 20 câu 1 đến 17. Đó là trong cái 10 điều răn luật ra. Và toàn bộ lời Đức Chúa Trời được phép là trong Kinh Thánh. Đây là tiêu chuẩn mà nhân loại cần phải nói theo. Trật tiêu chuẩn này là con người sẽ rơi vào tình trạng pháp luật hay vô luật pháp. Điều đó là được định nghĩa là tội. Đó là định nghĩa là đó là tội. Đối với luật lệ của những quốc gia trên thế giới là những điều luật nào không chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời, xông nhằm vào an ninh và xã hội là ít nước lợi dân, tạo dựng hòa bình và mạnh và hạnh phúc là con người. Đó là chính là những luật pháp mà con người phải tuân thủ, là bắt tuân là đồng nghĩa với phạm luật, nghĩa là tội. Tỷ như luật về thuế má, luật về phép là đi đường vân vân, là trái luật điều bị kể là tội cả. Khi ta vượt đèn đó là hai, một bảng stop, là bảng stop, stop là trong đó là đỏ, đèn đỏ là không chờ đợi là đúng luật, dù không có cảnh sát đứng sẵn bắt phạt,
Đừng tưởng rằng về thấy ta là vô tội, là trước mặt Thượng Đế tội lỗi là sự trái luật pháp. Chính ta phải chịu trách nhiệm là trước mặt Ngài về hành động lấy xây ảo đó. Chúng ta đã nghe, chúng ta phải nghiên cứu như thế nào là trái luật pháp, như thế nào là chữ tội lỗi, bê lưỡng, biết điều lành mà không làm là tội. Thánh Gia Cơ còn cho biết, cho nên là kẻ biết điều lành mà không làm thì phạm tội. Giăng là chương 4 là câu 17. Nhiều người là tưởng mình là không làm điều dữ là thì chắc là vô tội, xong lời Chúa là còn định nghĩa chữ tội một bình cách minh bạch mà người trần thấy nhiều khi phải giật mình lấy làm lạ, là một khi ta thấy điều lành điều phải mà ta là không chịu làm, là ta làm ngơ, là trước những điều tốt, là trên một phương diện là ta vô căn chẳng dính lý gì là đến điều đó cả, là xong hành động là không làm điều lành, là trước mặt Chúa là ta phải phạm tội vì biết điều lành mà chẳng làm. Xe lớn không công bình, không công bình, chúng ta nghĩ sao? Không công bình, không công bằng, không công lý cũng là tội, phải không? Là Kinh Thánh còn định nghĩa chữ tội là như sau: mọi người là không công bình là tội. Một Giăng là chương 5 là câu 17. Tham điều gì là ta làm là có thầm ý bắt con đó định là tội cả. Là thiên vị là một người vì một lệ lộc nào đó là hai đối xử thiên lệch, dù là con cái mình đi nữa, đó chính là ta phạm tội là trước mặt Thượng Đế rồi. Dê là không quân phục Chúa là tội. Paulo còn cho thấy là ý nghĩa của tội lỗi là phát xuất từ tổ phụ, chỉ vì người này là không quân lời Chúa, là ông nói rằng vì như bởi sự là không quân phục của một người mà mọi người khác là điều lành điều thành ra kẻ có tội. Roma là chương 5 câu 19. Adam là vì không quân phục Chúa là ông trở thành người phạm tội đầu tiên trong lịch sử nhân loại, và vì là ông là người đầu tiên được Đức Chúa Trời dựng nên trên quả địa cầu, là cho nên là dòng dõi loài người được sinh ra bởi ông đã bị nhiễm nguyên tội đó. Thành thử mọi người là đầu đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma là chương 3 câu 23. Một số người lý luận là cho mình vô căn là trong hành động của Adam, và lên án là sự áp đặt tội lỗi của tổ tông qua dòng dõi loài người là xong đối với những người ấy. Phần lớn là cho đến giờ phút này vẫn còn tinh thần là bắt vâng phục là Đức Chúa Trời và mang lệnh là của Ngài, là họ vẫn chối bỏ là Chúa là đấng tạo hóa của mình, không chịu tin Chúa, là chưa chịu tôn vinh và thờ vừa Ngài theo như sự chỉ dạy của Ngài. Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hào việc một mình Ngài mà thôi. Matthew chương 4 câu 10. Vì vậy là mà Paulo nhấn mạnh thêm cho rõ nghĩa, và tham làm điều chi là không bởi đức tin là thiếu điều đó là tội lỗi. Roma chương 14 câu 23.
A. Trật chuẩn đích của Đức Chúa Trời là tội. Tức là cái trật mình là trật là như mình bắn cái gì đó là không chính xác là trật. Cũng là mình lời nói của mình là không đúng với lời Chúa, không đúng với cái sự mình hành động, tức là mình là tội. Như đã biết chữ tội là Kinh Thánh dùng ở Cựu Ước và Tân Ước, đó là chữ chắc tả của Cựu Ước và chữ là hamartia là của Tân Ước, là hai chữ này đồng nghĩa với nhau. Và điều có nghĩa là trật chuẩn đích của Đức Chúa Trời, nghĩa là tất cả những tư tưởng, những hành động, những lời nói nào không đi đúng tiêu chuẩn Thượng Đế phán giải là hoặc đẩy ra, điều đó có nghĩa là tội. Tỷ như Judas Iscariot là ban chúa, là ông ta đã phạm tội vì sai trật chuẩn đích của Đức Chúa Trời về sự yêu mến Chúa. Chính ông là sau này là cũng tự thú: tôi đã phạm tội vì nộp huyết là vô tội. Matthew này, chương 27 câu 4, đứa con trai hoang đản được ghi lại trong Luca chương 15 câu 18 đến 21 là anh ta đã bị trật chuẩn đích về ý muốn của cha. Người đàn bà tà dâm rằng là chương 8 câu 11, bà đã trật chuẩn đích về sự thanh khiết, là các thiên sứ kiêu ngạo. 2 Peter chương 2 câu 4, trật chuẩn đích về sự tôn vinh của Đức Chúa Trời. Dân Israel là Hebrew chương 3 câu 17, trật chuẩn đích về đức tin. Và xứ Canaan, nhưng kẻ chối bỏ là Chúa Giêsu, không tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và làm chủ cuộc đời mình, là họ bị trật chuẩn đích về sự cứu rỗi là cho những kẻ có lòng tin và nhận lấy. Trong Hebrew chương 16 câu xin lỗi trong Hebrew chương 10 câu 26, tôi cảm ơn và các hội thánh và để lắng nghe Chúa phải phù hộ anh em. Amen.